đã đẹp còn siêu lịch thiệp bảo sao ai gặp cũng yêu. Như Lê về trung tim anh Tú, bàn tay này chỉ dành riêng cho người thương. Gọi là cái gì cơ? Gọi anh là chồng yêu ơi, gọi anh là cả thế giới. Không có gì đâu xa xôi, vì nếu anh có một người. Hiếu thứ hai ga lăng với Mai Phương Thúy, chụp hình với fan nữ luôn giữ khoảng cách. Isaac ga lăng đặc biệt là với Cross Diệu Nhi, võ cảnh lúc chưa có danh phận với hiện tại khác nhau một trời một vực. Sự lịch thiệp, tinh tế là một yếu tố vô cùng quan trọng để gây thiện cảm với người khác bên cạnh vẻ ngoài điển trai thu hút. Yule đang trở thành tâm điểm chú ý khi liên tục có những hành động và lời nói cực kỳ đáng yêu thể hiện mình là một cờ xanh tuyệt vời, xứng đáng để các mỹ nhân dựa vào. Cô nàng này vừa dẫn theo xoài non đi dự họp báo show ca hát mình đang tham gia và liên tục ở bên chăm sóc, cưng chiều từng ly từng tí. Không chỉ có vậy, bàn tay Yule có thể dắt xoài non đi, cũng có thể đỡ lưng bạn gái khi cô vấp ngã, nhưng với những mỹ nhân khác thì luôn rất lịch thiệp, hạn chế đụng chạm hết mức có thể dù bề ngoài tất cả đều là con gái với nhau cả. Quả nhiên đúng với lời nữ ca sĩ Ngọc Ánh nhận xét, Yule cực kỳ yêu thương và trung thủy với người mình yêu đấy. Anh Tú cũng nổi tiếng là nam thần có bàn tay lịch thiệp trong Vbiz. Mỗi khi đứng cùng mỹ nhân nào đó, anh luôn giữ khoảng cách bàn tay mình với người kia, tuyệt đối không đụng chạm. Nếu có thể thì tay để sau lưng, còn nếu có ôm eo thì tay cũng nắm chặt hoặc để hờ phía sau chứ không chạm vào người phái nữ. Từ trước đến nay, anh Tú chỉ có ôm, nắm tay, thoải mái chạm vào người vợ mình mà thôi. Không những vậy, anh còn tiết lộ cứ ở gần Diệu Nhi là không kiềm chế được muốn lại gần đụng vào người cô mới chịu được. Ngoài bàn tay lịch thiệp thì Atos cũng cực kỳ ga lăng, luôn dành sự ưu tiên cho phái đẹp, là hình mẫu quý ông tuyệt vời không có gì để phàn nàn trong mắt phụ nữ. Hiếu thứ hai sở hữu vẻ ngoài điển trai lãng tử, vậy nên fan nữ cực kỳ đông đảo, đi đến đâu cũng có người tới xin chữ ký, muốn bắt tay, thậm chí là ôm, chụp hình. Đương nhiên, anh chàng không từ chối người hâm mộ bao giờ rồi, thế nhưng khi chụp hình cùng fan nữ, Hiếu luôn giữ một khoảng cách an toàn nhất định, tay luôn thu gọn lại để trên người mình, hoàn toàn không đụng chạm vào người đối phương. Với phái nữ nói chung, anh cũng luôn ga lăng khi có dịp. Có lần cùng đi sự kiện, thấy Mai Phương Thúy đi phía sau mình, chàng rapper lập tức kéo đàn chị lên phía trước để bước vào thang máy. Sau khi thấy thang đã đông người, Hiếu lập tức đứng lại chờ đợt sau dù đã được mời vào. Isaac cũng luôn là một quý ông rất lịch sự, rất quan tâm và tinh tế với phái nữ. Tương tác của anh với những đồng nghiệp nữ quanh mình luôn gây thiện cảm cho đối phương lẫn khán giả. Trong số đó, người nhận được sự quan tâm nhiều nhất của chàng nam thần này chính là Diệu Nhi, crush của anh chàng. Khi cả hai cùng đi sự kiện quảng bá phim, thấy cô bạn đồng nghiệp mặc váy ngắn là anh lập tức cởi áo vest ra để cô đắp lên chân ngay. Lần khác khi cùng đi công tác nước ngoài, Isaac cũng xung phong kéo vali cho bà xã anh Tú, dù rằng chiếc vali ấy có màu hồng lệch tông hẳn với outfit đen một màu của mình. Nhưng mọi người đừng hiểu lầm nhé, chuyện crush này là từ ngày xưa rồi, giờ Isaac chắc còn thân chồng Diệu Nhi nhiều hơn. Võ cảnh của hiện tại lúc nào cũng dính ở bên Thúy Ngân, thoải mái thể hiện tình cảm, livestream với nhau khi thì tô son, khi thì lau tay cho người ta, quan tâm từng ly từng tí một. Nhưng mà giờ người ta có thân phận rồi nên mới thế, tuy rằng chưa chính thức công khai bằng miệng nhưng ai cũng chắc mẩm cặp đôi này là phim giả tình thật rồi. Nhìn lại thời điểm khi bộ phim cả hai đóng chính tham gia họp báo, chàng nam chính điển trai này vẫn còn giữ kẽ lắm, đứng chụp hình mà tay còn chẳng dám chạm vào eo người ta nữa mà. Nhìn lại nét lịch sự này lại càng ưng quá trời, mừng cho Thúy Ngân đã chọn đúng người.